Thưa quý vị, Sài Gòn TV chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Chúa Kitô cứu thế trên đường Anton thuộc thành phố Santa Ana, à, sau lưng ống uh, kính của Sài Gòn TV là quý vị thấy một gia staff rất là lớn, rất là mạnh và rất là hùng hậu và đứng giữa là cha quản nhiệm cộng đoàn Chúa Kitô cứu thế. Sau đây quý vị hãy cùng với chúng tôi bước vào một phóng sự đặc biệt cho mùa Noel năm nay có gì lạ và điều gì xảy đến và có chương trình gì chúng tôi xin trao lại một khuôn mặt rất là thân quen cũng là một sướng ngôn viên đài truyền hình julie sẽ cùng với tất cả staff của nhà thờ và cha thành tài Đến với quý vị chương trình đặc biệt ngay sau đây. Julie xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV à, và cảm ơn Minh rất là nhiều cũng như là cảm ơn à, bàn à, hành tránh, bàn giám đốc của Sài Gòn TV đã đến đây để cho chúng tôi chia sẻ một ngày rất là đặc biệt, một chương trình rất là phong phú và đặc biệt cho để chúng ta à, chào đón, vọng đón mùa Giáng sinh và Julie xin được phép. À, cha quản nhiệm để giới thiệu rất là nhanh phải không Cha với các anh chị à, tình nguyện viên à, trong nhóm à, để mà thực hiện cái chương trình đêm ca nguyện. Tình yêu Giáng sinh tại nhà thờ Chúa Kitô cứu thế bên đây là Tâm là cô thư ký rất là đáng yêu của chúng tôi và anh Kevin à, anh Chí và đây là cha quản nhiệm à, thành tài mà chúng ta biết là với cái tên à, là An Bình bên cạnh đó là anh cao Vinh anh giáo và chị Michelle à, Khánh Ngọc à, và chắc chắn là quý vị muốn biết rằng chương trình sắp tới của chúng ta như thế nào thì à, con xin mời cha à, nói đến cho quý vị khán thính giả của Sài Gòn TV à, biết rằng những cái chương trình sắp tới của chúng ta như thế nào. Vâng à, kính thưa quý vị, một lần nữa thì à, con xin được chào đón cũng như là gửi lời chúc mừng đến tất cả quý ông bà và anh chị em thì à, quý vị cũng biết rồi chúng ta đang ở trong mùa vọng và trong mùa giáng sinh năm nay thì à, cộng đoàn của chúng con có tổ chức một đêm ca nguyện thứ sáu này lúc 7 giờ ngày mùng 9 tháng 12 thì chúng con có một đêm ca nguyện gồm nhiều ca đoàn, ca sĩ và đặc có đặc biệt có Đức cha Kevin Van đến đây để chúc phép lành, để làm phép lành chúc bình an cho tất cả mọi người và cũng là một đêm để cho tất cả quý vị biết giáo xứ của chúng con, giáo xứ của chúng con thì rất là mới. Bởi vậy nhân cơ hội này à, con xin mời được quý vị đến để tham quan giáo xứ cũng như nghe đêm thánh nhạc rất là rất là phải nói là phải mọi người chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa. Dạ vâng thưa quý vị à mặc dù cha đã chuẩn bị 6 tháng về trước nhưng mà càng cận kề ngày ngày càng gần tới thì cha lại rụng tóc nhiều hơn. <laughs> Tại vì lo lắng thì cái khó khăn nhất trong cái chương trình này mà cha đã trải qua là điều gì mà cha muốn chia sẻ trước khi uh, Julie xin được phép hỏi một vài anh chị em trong ngày uh, trong, có mặt ngày hôm nay. Điều khó khăn nhất là được gửi thông tin đến quý vị rất là rất nhiều quý vị biết là chương trình có rồi nhưng mà hình như là lười mua vé thì phải ủng <laughs> ừ, <laughs> <laughs> hộ ủng hộ ủng <laughs> oh hộ oh, oh donation thì uh, quý vị có thể liên lạc với quý anh chị cũng như là trên hiệp thông đã có thông tin này thì quý vị liên lạc với chúng con và ngày hôm đó quý vị đến đây thì chúng con có một cái bàn tiếp tân để có những cái vé gửi đến quý vị để mong quý vị ủng hộ dạ cứ một cái chương trình gì bất cứ một cái hội đoàn nào cũng phải có một cái người giữ cái tiền cái rổ cái tiền cho chúng ta đó là cái cô cô vừa là thư ký vừa là thủ quỹ thì uh, có điều gì mà Tím tâm muốn gửi đến quý khán thính giả của đài sài gòn tv để mà mời gọi mọi người làm sao để có những cái tấm vé ủng hộ đến tham dự trong ngày uh, uh, trong cái đêm ca nguyện tình yêu giáng sinh của nhà thờ Chúa kỳ tôi cứu thế dạ tâm xin kính chào quý vị thì uh, như uh, cha quản nhiệm mà uh, an bình đã nói là ngày đặc biệt ngày hôm đó là sẽ có đức uh, tổng giám mục tới để mà trình diễn cái để chơi đàn piano mở màn cho cái phần chương trình uh, mình không có thời gian mình không có cơ hội để mà được nghe uh, đức tổng giám mục của một quận cam uh, tới để mà chơi cái piano như vậy thì uh, con xin mời quý vị là thay uh, tranh thủ thời gian nghĩa là sắp xếp thời gian để mà đêm hôm đó có mặt tại nhà thờ Chúa Kitô cứu thế làm Cho sao nếu... để quý vị có thể liên lạc và để có nhận được những cái vé ủng hộ này Um, trên tờ uh, trên tờ hiệp thông trên uh, các đài và cái tờ fly mà tụi con gửi ra thì có cái số phone ở dưới bottom của cái cái tờ fly đó thì có uh, số phone và địa chỉ của nhà thờ có lẽ là tâm cho một cái số điện thoại của tâm để quý vị khán giả có thể liên lạc trực tiếp Dạ vâng, số điện thoại của con là 714-501-9139 714-501-9139 Con xin mời quý vị gọi vào để mà lấy vé um, tham dự uh, cái đêm ca nguyện Dạ vâng thưa quý vị, một điều nữa chú Linh xin được nhắc nhở quý vị là Khuôn viên của nhà thờ bãi độ xe rất là rộng Quý vị có thể mời gọi thân bằng quyến thuộc gia đình, anh chị em, bạn hữu đến tham gia Và sẽ không có phải lo sợ là phải đi đậu xe chỗ nào hình như là cái vấn đề đậu xe là do anh cao vân uh, chịu trách nhiệm phải không anh cao vân anh cao vân có thể cho quý vị khán thính giả biết là mình có cái cách nào để mà mình đến mình đậu xe mà không phải phải chờ lâu không anh cao vân ngày thứ sáu là tuần tới rồi dạ, là vậy. mùng chín thì xem bữa nay là kính chào quý vị thì quý vị cứ thoải mái khu nhà thờ Chúa Kitô cứ thế mới có một tuổi thôi một vớt là mới quý vị ơi mà phạt kinh ở đây rất là lớn chung quanh nhà thờ quý vị thoải mái khi mà quý vị chạy vô thì sẽ có anh em hướng dẫn cho quý vị đầu xe chung quanh nhà thờ tha hồ chỗ đầu xe quý vị thì khi mà quý vị tới thì quý vị nhìn những anh em uh, chờ trưởng ban trật tự đứng ở mấy cái góc hướng dẫn quý vị xin quý vị cứ theo hướng chỉ dẫn của các anh em mà tiến hành thì hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tốt đẹp. và một đêm Giáng sinh ca nguyện rất là tuyệt vời. Thứ sáu tuần tới rồi quý vị ơi, đúng chương trình đúng 7 giờ chiều. Chị Julie xin được mời chị Khánh Ngọc gửi chia sẻ đến quý khán thính giả của Sài Gòn TV. Trước hết Khánh Ngọc chào, chào tất cả quý khán thính giả của Sài Gòn TV, một cái đài mà đã làm Khánh Ngọc đã làm việc rất là nhiều năm. Cảm ơn Tất cả các anh chị em của Sài Gòn TV đã bỏ công sức như đến đây quay. Cái thứ hai là à, thật là một hồng ân cho giáo sư chúng con. Giáo sư chúng con mới được thành lập, thành lập thì rất là lâu rồi, nhưng mà nhà thờ mới xây được có một tuổi thôi, mà mới thanh hiến được một tuổi. Mà cái nguồn hạnh phúc nhất cho chúng con là được cha An Bình. Thưa quý vị, chắc quý vị ở đây cũng biết là cha An Bình, khi cha An Bình đến đây thì đã mang lại nguồn vui, mang lại sức sống. Thì kính mời quý vị đến với cái chương trình ca nguyện này. Thật là hạnh phúc khi được cùng cha và cùng tất cả với giáo sứ của nhà thờ chúng con để mà cùng nhau cầu nguyện. Mà là một cái lễ Giáng sinh rất là, rất là hoành tráng và làm mang niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người. Kính thưa quý vị thì quý vị mà hôm đó thì chắc là đi làm về chắc cũng hơi đói bụng nhưng mà quý vị đừng có lo hôm đó chúng con có công ty quốc Việt đến đây để làm bánh kẹp rồi có cà phê có thức uống nữa bởi vậy khi quý vị đến đây thì có những cái đồ ăn thức uống cho quý vị để quý vị ấm bụng mà thưởng thức một chương trình ca nguyện thật là tuyệt vời cũng như là anh Chí bên đây là đang là tìm người sponsor cho, cho, cho. <laughs> Dạ kính thưa quý vị một lần nữa thì xin ra xin mời tất cả quý vị đến bởi vì mỗi mùa giáng sinh ai cũng có khao khát hy vọng khao khát niềm bình an khao khát tình yêu và khao khát đức tin thì cái đêm ca nguyện này sẽ hiện tất cả những điều đó thì mời tất cả quý đến chúng ta đã bỏ công sức rất nhiều từ cha quý vị thấy cha cũng rụng tóc khá nhiều rồi thưa thưa quý vị đây là cha bỏ, bỏ hết tâm quyết vào để chia sẻ cái niềm hy vọng cái tình yêu và nhất là cái sự an bình quý vị có nhiều chương trình nhưng mà ở chương trình này quý vị sẽ thiệp có một không ai bởi vì tất cả làm với tất cả trái tim và tâm hồn của tất cả của cha và tất cả quý vị mời quý vị đến để tham dự và hưởng thức và hy vọng quý vị sẽ được bình an sẽ được hy vọng sẽ được tình yêu và nếu quý vị không được thì kiếm tra mình đòi <laughs> <laughs> vâng, Kính thưa quý vị Thì ngày hôm đó chúng con sẽ có 10 nhóm thánh ca Cũng như là ca đoàn đến đây Và chúng con có những cái ca sĩ rất là nổi tiếng Quý vị như là uh, Trudy C. mai Cô này thì mới nhận được giải Grammy Của âm nhạc Đình Bảo uh, Tâm Đoan, Hồ Hoàng Yến Có Thành Đồng, uh, Piano, Evan Lê Rồi có Sĩ Đan, có Đoàn Phi Có Hoàng Hiệp, có Minh Khoa Và có bé Thiên Ân là V-Star dạ, Trong vâng, cuộc thi vâng, đó vâng. Dạ vâng. Một lần cuối xin uh, cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin quý vị liên lạc trực tiếp với các anh chị em ở trong ban tổ chức và nhất là cô thư ký Kim thủ quỹ uh, Tâm à uh, Tâm số điện thoại là 714 501 9139 714 501 9139 hoặc số điện thoại của cá nhân Julie là 714 331 4982 714 331 4982 là mong sự đóng góp cũng như là sự hỗ trợ của quý vị xin liên lạc trực tiếp với chú Ly qua số điện thoại là 714 331 4982 714 331 4982 cha An Bình cũng như tất cả anh chị em của chúng tôi rất mong gặp lại gỡ lại quý vị trong ngày đêm ca nguyện tình yêu giáng sinh vào ngày thứ sáu mùng 9 tháng 12 hai vào lúc 7 giờ quý vị đến sớm một chút để chúng ta có chỗ đậu xe và thông thả đi vào kiếm chỗ ngồi và chụp hình với poster nữa cho nên uh, người nhà và người Việt mình thường hay đến uh, sau giờ hay trễ một chút thì mình thiệt thòi rất là nhiều à, một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả của đài Sài Gòn TV kính thưa quý vị vừa rồi quý vị một thêm theo dõi một thông điệp chứ không phải là một phóng sự nữa mà lần đầu tiên có lẽ trong mùa tình yêu mùa mà thiên chúa giáng trần đêm ca nguyện tình yêu giáng sinh hay như thế nào, đặc sắc như thế nào như cha quản nhiệm vừa trình bày. Cái đặc biệt là quý vị nào chưa thấy đức chấm mục đánh đàn piano, quý vị đừng bỏ qua đây là một cơ hội hiếm có và có thể là chưa bao giờ quý vị thấy. Mời quý vị nhé, cùng với cha quản nhiệm và staff của cộng đoàn Chúa Kitô cứu thế đến với đêm ca nguyện tình yêu Giáng sinh 2022 vào thứ sáu tuần này. Sài Gòn TV xin chào tạm biệt. Hẹn quý vị vào những phóng sự và những thông điệp Giáng sinh sắp tới.